Ơn chặt phút họ kế tổ vô sinh hàng ân ý tắt thanh lễ. Tính của ta, siêu thị ta đang tầm ở lá ngài tổ, cho rõ rớ ngành. Năng lớ gớt, rớ thanh. Năng ghi in niềm. Gớ bó giá, tầm bà ta tròi thanh. Mơ tầm mút lớ gớ giá, rớ ân ý cá bro. Rồi chăng rớ à lá phần, ta kênh hớ rằng ta lích tông nguy phần khuyến mãi chì rù. Cứ mù bớ bàm chất tốt bào chất bàn hát hờ hiền, tầm tớ Black Friday đầy, tầm ngay bà dung tết nguyên đán. Anh là rốt phần, rớ ngăn mất phần, giá đi mờ rạch kết bồn hì, mờ cấp cơ anh phần tô ngay xin lời, niềm mật lào, nàng ghép bà ta bàn chào in niềm mật lào. Sản phẩm đấy, nay mai nó là càng ngày càng tốt hơn cho mọi người tiêu dùng. Bởi khi lọt vắt phần bớ ảnh trìm, nằm tờ nớ rít lao nằm lại chất bàm bản hát hiền, mở khuyến mãi ghép phần gầm mũ bớ bè chất đút bốn chất bản hát hiền. Chương trình khuyến mãi thì chúng tôi khuyến mãi quanh năm, đặc biệt những hàng thiết yếu tiêu dùng hàng ngày thì với những tháng cuối năm thì chúng tôi khuyến mãi sâu hơn. Có những sản phẩm khuyến mãi đến 30-40% trên từng sản phẩm của những hàng thiết yếu. Kết nguyên đán nằm tờ bà ta cấp cơ nguy tông trao làng bò rít lao, tại bớ gật tiệp cọp lúc covid chất xin ghét xin suy. Mơ bà ta lớt xa lớt cái chuyện. Nhất đùl cần hai xin nằm bà rô bà chất bà. Cập chớ khả phần tách lễ. Mơ ní cá bò tôi nguy tầm cân hoàl thanh sơn. Ghé mơ đô rô bô bàm riêng tỷ đồng. Gơ gú bân rơm mơ xin nằm bà rô bà chất đùl. Tầm cân hai chất bà tổ bà hì rớp bờ đà thanh sơn. Ta kênh hớ cân hoàl rớp xôn bồ chơ gà tía đà tường. Mơ ala pata chri sen sui ala ani ka pro mơ chah ra nha ala pata ka tup tis thực hiện kiểm tra và xử lý các cái trường hợp về hàng giả hàng kém chất lượng để đảm bảo cái quyền lợi của bro ala ani ka pro rang click ro ala pata to mui jos nam la pana nang chao lang pol tia pri pnum rkei roat ro phan mơ ja di mơ ya đồ cùng là bản năng đồ sổ chào bởi lũ á lá phần ở niềm là có túc túc bà ta bàn chào làng bòl. Bởi hớ, chào nguy tông bà ghép bà ta sách chào hóa kích rực gây, túc mơ á lá tương gu mê pin tòn rốt phần bài ở chớ bà.